Rồi bây giờ mà mình bỏ đá vào. Có đá chưa hả anh Toàn? Có đá rồi, có đá mì hết rồi. Giờ lấy ra ấy đá ha. Rồi ấy đá có mình đưa mình cúng luôn chị ơi. Bây giờ mình chỉnh chu lại tí xíu nữa là đẹp. Ban quản lý đi quản lý nhà hàng đó là chị Thư cũng vừa xuống đây đến để kiểm tra coi cái công tác mà mình dọn lên để là cúng coi nó như thế nào. Đó thì vẫn như thường lệ thì mỗi lần cúng cho chú thì 15 mét đặt là 48 phần nước ha, chưa tính nước khoáng thì có cả là 247 nè, xì tin number one và chậu long. Thì bây giờ là anh Toàn ha, cùng với bộ phận ekip sẽ bỏ đá vào để hỗ trợ. Ê, chế một phần hết tiêu, chế một phần đừng chế hết, chế một phần nước thôi rồi mình dặn cái nắp lại, mình chế cái nước khác không tiêu, màu khác. Ờ xong chưa? Em xong rồi em cầm tiếp làm caramel cho anh đi. Đưa cho bà xã cầm caramel luôn rồi. Móc ra. Mấy bữa đi đâu thấy má. Mấy bữa đi đâu thấy tía. Em có nói ngày một ngày đi một ngày nghỉ mà. Một ngày đi một ngày nghỉ. Một ngày đi học một ngày nghỉ. Hồi đó em nói Di Minh là ba. Còn chị Nhi nói là kiểu chị là má. Hôm nay là anh Phương lái xe nhìn ngoài. Thôi, xin phép đi về. Ủa sao chú không ở? Sao chú không ở chút rồi nha? Sao chú không ở đi chút vậy? Thì ở chú Thành về. Dạ. Tắm để thay đồ khác cũng hai đồ này. Rồi mình là về tắm rồi thay đồ khác lại đây đúng không? Bộ này một thôi. Dạ. Đó là cái tình luôn nha. Dạ một. Không thì không có đăng ký. Thì thôi cũng xin phép cùng năm. Thì thôi em cũng có cái gì cũng đi phép. Em cũng đi làm trong chùa, trong của tài thiện, cũng trong của Kim Lưu Nhà Đỏ ở Phú Giáo, Bình Dương. Thì thôi xin chú là chú là chú làm từ thiện đúng không? Thì làm này giúp tài thiện. Con nghe bữa chú đi qua tiếp bà cụ mà chú không làm từ thiện. Thì kiếp cụ bà tài thiện á thì nói á thì nó không lấy tiền thì nó không lấy, mà như thằng giàu nói vậy á thì nó mình có trách nó sẽ bỏ. Thì anh yêu á thì anh nói là anh đi cho một cái đồng không? Đó rồi. Đó, luôn. Đó. Cái gì mình phải nói đặt bằng nó sai em chị phụ em háo cái này. Con thấy chú là có thằng mẹ đúng không? Không, thằng bé có thể là không phải. Từ ở đi làm gì mà thực tình luôn. Không có gì, không có gì hết bảo. Mình phải thực tình luôn. Sống như mình đàng hoàng, không có bậy bạ. Cái này phải cục này cục đá chứ không có lận đâu. Mình nói sao mình thực tình quá đi. Nãy nghe là chú có mùi rượu trong người rồi đó. Cái này bỏ miếng đá vô cục thịt đá cho lạnh ha. Này là ốp đá đó mọi người. Tại cái này nè, chờ những nghe ốp mát mát á. Có một miếng uống, miếng ăn một rồi. Đó. Quá đẹp luôn. Con này mình để cái muỗng. Cái đó cười luôn luôn chị. 25. Dạ, để cái muỗng lên đây nè. Không, cái này không có. Cái này mình phải tự tay. Dạ, yên ha. Không có. Thôi, con. Mình phải ngửa chén lên chứ. Dạ, ngửa đi chị, cúng mà. Mình à, bật bếp chưa chị? Bật bếp chưa? Bếp còn bật chưa? Bật đây chị. Thì giờ bật trước đặng hơn nữa cúng à, gấp ra cho chú dùng. Quay qua đây bật bếp. Rồi xong hết thì em cúng cho chú nha.
giờ là chuẩn bị là 15 mét cúng chú Vũ Linh, cô chú anh chị thay mặt cho chị Linh ở Úc ha. Cảm ơn chị về cái hai mâm cúng cũng như là hồi sớm là những cái bánh trung thu để cho mấy anh tấp tay kiếp ở đây. Chúc chị gia đình gia đạo bình an nha chị Linh. Anh có biết để vô dùng hết hình ảnh trong đây rồi đó. Đấy, cái đó là thật sự nhà hàng ta làm vậy mà. Chúng làm gì là tiếng chân đi, chúng làm tiếng chân đi. Rồi cho em 1 phút à, lại cho em nhé. 1 phút im lặng nha. 1 phút tưởng niệm. Cúng một cái xong rồi mấy em cũng nói nha. Cà phê sữa và tất cả những cái món ở trên bàn. Vậy thì con rất là mong các vị này cho Du Linh làm giỏi văn ngoan sữa và cũng như của anh một để cho chị thanh khí phong lên bên bước được gia đạo bình an tất cả những lòng lòng những cái bây giờ thì cảm ơn bà xã nha. 15 mét con vừa cúng xong thì trước tiên là 15 mét sẽ cập nhật những cái món cúng ở trên đây như nãy bà con cô bác xem, thì đó chính là ba món khai vị nè, cái này là gỏi thái nè, xếp hạt sen, cái này là món bì cuốn ha. À, cô Năm lên. Rồi thôi cô Năm lên. À, nói chung là đây. Đó, này là món năm suất tiêu đen. Đó. Hoa tươi. Nước ngọt thì bốn loại ha. Sáng nay thì hai chồng Lâm Bết mua thêm trái cây nè. Đó, trái cây thì có chôm chôm, nhãn, lũ. Rồi giấy tiền vàng bạc, bia Heineken 4 lon ha, và cà phê sữa luôn. Đó. Đó, đây là cận cảnh những cái món rất là đặc biệt luôn. Đó, đây là cái mâm cúng ha. Mâm cúng trưa nay cho chú Vũ Linh của chị Linh ở bên Úc ha. Bây giờ mình làm mới ra chào cô Năm một tiếng. Con chào cô Năm. Ơi, à phan phan nón cho cô Năm bây giờ làm đồng phục luôn chứ. Cầm đi để anh cúng chưa.
đang mới cúng xong luôn cô, cái cô tới luôn á. Trời ơi. Nè nón này phía chưa? À, có nón rồi nha ớt. Lị có nón rồi nha ngộ. Lị có nón rồi nha ngộ. Lị có nón rồi đó. Cô Đông ơi, lột khẩu trang nữa nó mới đẹp cô Đông. Lị nói lị có nón rồi. Ok. Đó, lị đem bánh bông lan này ở nhà bên cạnh nó nướng, mình mua giùm mình ủng hộ nó nè. Cô Đông bữa nay lạ lắm. Vậy xem cách ao ạ. Nhìn xem cách vàng. Vội vàng. Hắn gấp luôn phải không? Mấy anh em ép luôn. Đúng quá trời lâu luôn. Rồi, hết bây giờ là đem áo nè. Phương ơi, Phương, Phương, cô Năm luôn. Coi chỗ nào trống thỉnh xuống không, để hai trái bưởi của cô Năm lên nè. Thôi vậy thỉnh hai chỗ nhỏ, trái bưởi của Nị bự hơn hai trái bưởi. Thỉnh hai chỗ nhỏ, cái đó xuống đi. Cô Năm là rất là lạ, nói tiếng Tàu không à. Rồi rồi mình cảm thấy mình né các bạn ơi, ra khoảng một phút quay cho khán giả này cũng cái cô Năm rồi. Khoan, để con luôn. Mời Nghị công chức rồi. Cô Năm ơi, cô Năm ơi. Bây giờ Ngộ tặng cho Lị. Ở lộn, con hai phi, con hai mặt cho. Cho chị Hồng Ngọc ha, gửi tặng cho cô Năm một chiếc áo rất là xinh luôn. Ôi trời ơi, sao không ghi chữ Năm Lăng đi. Ờ. Ghi chữ Năm Lăng là mấy chữ à. Đây cô Năm Lăng. Sợ không biết cho không hay là bị chửi à. Để cô Năm Lăng luôn. Mẹ nó chữ Năm Lăng đi cho nó dữ dữ. Đó. Đúng không anh Năm? Biết vậy lần sau thì cho Năm Lăng luôn. Cô lên không á. Cô không bao giờ cô dám để đâu hết á. Tại vì có xuống hôm nay nhìn nãy giờ chưa là bà con. Nói toàn là tiếng Tàu không à. Hello cô Năm nghe. Chào con. Chào chào. Cô Năm chào khán giả. Bây giờ cô sao đi hai một cái hơi áo thôi là sao cô? Cắt đi hai đi. Đó cô Năm nói tiếng Tàu chứ bạn hai cái nóng lắm nha. Cô Năm Tàu mà là Tàu lao quá. Tàu là Tàu lao. Tàu là Tàu lao. Thế mà chạy xem cách vội vàng. Nói hôm nay đi cũng Tàu lao lắm á. Chút nữa coi người Tàu lao à. Lý Tàu lao nè. Cô Năm nói tiếng Tàu không? Chút nơi Lị coi tiếng Tàu. Ôi giời ơi, là ở đây đâu có thầy được đâu. Thầy vô cũng thôi vô nhà tao luôn. Vô tao luôn, lẹ vô luôn. Đi theo cô đi, theo cô Long đi. Rồi chú Tiểu đi theo là, cô Năm Lăng tới nhà tắm luôn. Cái không gian riêng cho cô Năm để cô Năm thay đồ ha. Chứ nói đùa với bà con chứ đâu có vô nhà tắm làm chi. Bây giờ Lị được mấy clip rồi. À, cũng được vài clip à. Mấy clip thôi. Thì bây giờ để cho cô đi vào trong thay đồ thì mình rồi. Anh thắp hương rồi. Cô Năm ra thuốc. Mời thuốc cho chú. Chia sẻ ha. Đó thì 15 mét cũng cảm ơn chị Linh rất là nhiều luôn. Đã nhờ 15 mét là cũng cho chú là hai bàn chai rất là lớn. Vào ngay cái ngày trung thu, đó chính là ngày 15 tháng 8 ha. Nó rất là đặc biệt luôn. Hồi sáng này thì chị cũng gửi quà cho tất cả các anh em YouTuber và ekip ha. Và những cái món quà đó thì một lát sau khi mà mọi người dùng cái bữa chay xong là sẽ phát cho mọi người một cái chiếc bánh trung thu giống như là la xét luôn á. Đúng rồi, rất là đặc biệt. Rồi rất là nóng hổi luôn bà con. Tình vui cho anh. Đó thì mọi người dùng chai xong rồi chúng ta để bụng ha, chúng ta dùng luôn la xét nhưng mà chúng ta phải dùng hết mới được. Vậy là bây giờ, sáng giờ là chừa bụng chị Như chừa bụng chưa? Ăn nửa chén cơm. Nửa chén cơm rồi. Thì một lát coi vừa hết cơm là mình bổ sung vô là vừa luôn ha. Đúng rồi. Đó. Rồi đến đây thì 15 hết cũng xin phép lại khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho 15 hết ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.